Đây nha các bác nha. Đây này em lọc mật ong cho các bác nhá. Đấy. Cũng rất là ngon luôn này. Rất ngon luôn này. Đảm bảo này. Chất lượng luôn nha các bác nha. Đấy. Mật đó rồi. Đây nó đang chảy này. Đấy. Mật này thì quá ok luôn. Cái này em lọc ra là 400.000 một lít nhá. Thôi không, không vắt, để cho chảy tự nhiên. Không có vắt riêng thì vắt nó hỏng ong, hỏng mật. Hỏng, hỏng mái. Đấy. Em sẽ vắt em cho như thế này, bẻ đôi để ba thôi. Đấy. Nên là các bác yên tâm nha. Đấy. Đấy, mật ngon của các bác. 400.000 một cân, một lít. Còn bác nào lấy cả sáp thì là 250.000 một cân nhá. Đấy, đẹp luôn. Nhìn ngon không các bác? Rồi, con này to quá. To thật đi. Quá ngon luôn. Các bác, quá ngon luôn. Bẻ đôi ra. Ơi mặt này, các bác này. Ngon không ạ? Rồi đó. Ui dồi, xương. Xịn sò luôn nha các bác nhá. Tổng này hơi già đấy nhỉ? Sắc nó hơi đen. Cái này là sạ... Cái này tổ là nó già thì nó mới được đen như thế này nhá các bác nhá. Còn cái này nếu mà non là nó sẽ bị trắng nhá các bác nhá. Đây là ong khoái nhá chứ không phải là ong mật nhá. Ong mật này thì nó sẽ rẻ hơn nhá các bác nhá. Em xin chào toàn thể các bác yêu lan trên cả nước nhá. Hôm nay em sẽ lên mấy giò lan khủng cho các bác nhá. Sau đây em vào luôn nhá. Đây cái chậu thứ nhất này. Chỗ này khá to này. Hôm nay em lấy ở chỗ này, quay ở chỗ này hơi rộng rãi tí nhá. Đây cái chậu đầu tiên này. Một chậu nhặn tháng tư nhá. Nhặn tháng tư nhá. Cái rất là xết đẹp luôn. 3 cây thôi. Cái độ cao của nó là 1 này, 1 gan này. 2 gan được 40 nhá, 40-45 rồi nhá, tầm tầm đấy nhá. Cây này là hình số, cây là hình số 5 nhá, 2 triệu dưới nhá, cho cái nhạm tháng 4 nhá. Cái này là 1, 2, 4, 5, 6, có 5 bông nhá, 4N nhá, 5 bông nhá, 2 triệu dưới nhá, cho cái chậu này nhá. Đây, chậu này rất là xết đẹp luôn, đấy, quá xinh, rất là đẹp luôn. Cho vào cái chậu này này. Đấy. Đây. Chậu tiếp theo. Chồn nguyên bản nhá các bác nhá. Hình số 4, 450.000 cho cái cục nguyên bản này này. Cục nguyên bản này. Đây, đằng sau của nó đây. Đấy. Này là 1 2. Có 2 gồng hoa thôi các bác ơi. 2 gồng hoa nhá. Cây ở dưới này là có 2 ngồng hoa nhá, còn cây ở trên này thì chưa có hoa. Nó chưa ra đấy, nó chưa ra hoa nhá. Cây này là hình số 4, đôi chồn 450. Chậu tiếp theo này, một chậu bé nhỏ nhỏ này. Cũng là 4N à. Hình số 6, nhạn 800.000 nhá. 800.000 cho cái cục này nhá. Đây. Nó thất thôi. Được 3 lan nữa. Được 3 lan thôi nhá các bác nhá. Chậu tiếp theo nhá. Một chậu nhạn tháng 4. Khá to. Chậu này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chậu này được 7 ngồng hoa nhá các bác nhá. Được 7 ngồng hoa. Nguyên một rề luôn. Đấy, khá to. Nhận tháo tư. Hình số 1, 2 triệu 8 nhá. Đây, trùng với cái chậu này này. Cái này thì
Cái này thì chậu này thì vượt trong đó, vượt đảm bảo trong đấy nhá. Nhưng mà lên dế rồi, bây giờ nó bắt đầu lên dế mới rồi. Đấy, bây giờ bắt đầu lên dế mới rồi. Nhận tháng 4, hành số 1, 2 triệu 8 nha. 2 triệu 800 nghìn nha các bác nha. Đây, có thân mẹ của nó rất là dài luôn. Hơi công. Đây. Đấy. Được 70 hoặc 75 đấy. Có 3 con, một mẹ 3 con nhá. Rất là đẹp luôn, được 7 ngồng hoa. Đấy, lá của nó này, cho xem đầm bên này này. Đấy, rất là đẹp luôn. Cùng tiếp theo này. Cùng này là cũng là nguyên bản này, dáng hơn tam bảo sắc, hình số 8. 450.000. 450.000 cho hai thân dáng hơn tam bảo sắc này. Đấy, lá nó rất là xết đẹp luôn. Đấy, xết đẹp nhá. Xết rất là xết đẹp nhá. Nguyên bản. 1 2 3 4, 4 ngồng hoa nhá. Đây, ngồng hoa của nó khá dài rồi các bác ơi. Đấy, ngồng hoa của nó rất là dài luôn này. Đấy, mấy cái tí này là màu bông hoa nhá. Một cái nụ bé bé này là màu bông hoa này. Đấy, rất là dài luôn. Cùng này là 450.000 cho hành số 8. Hành số 7, hành số 7 nhá. 600.000 cho cái giọt trồn này. Hôm nay trồn là trồng vào gỗ lúa nhá các bác nhá. Đây, trồng lâu rồi. Dế nó bán xung quanh hết rồi, đây này. Đấy, dế nó bán đây rồi. Chậu này là có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 9 hoặc 10 cây nhá, tầm 9 hoặc 10 cây nhá các bác nhá. Hành này là nó có 3 bông hoa thôi. Có 1 2 3. Có 3 ngồng hoa nhá các bác nhá. Chậu này là rất nhiều cây luôn nhưng mà năm nay hình như là nó chưa có hoa nhá, nó chưa ra hoa nhá. Chậu này có 3 ngồng hoa thôi. Trồng vào cái cục lúa này này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây. Đây, về các bác cứ treo kiểu này cho em nhá. Đấy. Đây, mót mót đằng hoa rồi. Để cứ treo kiểu này thôi. Cụ tiếp theo nhá, một cụ nhỏ nhỏ nhá. 150.000 cho cái cụ này. Cái này là hình số 0 nhá các bác nhá. Cái này là nguyên bản nhá, cùng nguyên bản này nhá. Đây, gỗ nó mùn hết rồi, về các bác về ghét lại vào cái cây khác nhá. Trồng vào giá thể khác cho em nhá. Này là 1 2 3 4. Cái này bé bé thế này thôi nhưng được 4 ngồng hoa này. Đấy. Ngồng hoa nó ở đây này, 4 ngồng này. Đấy, 2 ngồng này. 3 ngồng hoa này. Cái này nó là 4 ngồng hoa này. Hoa của nó khá dài rồi. Đây. 30 rồi. Được 30 rồi các bác ơi. Đấy, được 30 rồi, nó công công xuống đây này. 30 rồi nhá. Hành số 0 nhá. Này là không có số nhá, hành số 0 nhá, 150.000 nhá. Cùng tiếp theo. Đây là tam bảo sắc lá sét này. Loại này là loại vick nhá, cử khiếm nhá các bác nhá. Loại này có rất là ít luôn. Loại này thường thường đi lấy thì nó có rất là ít. Còn lại có nhiều bác nó mua cái thân lá sét này về trồng nó cũng hơi lước vì tại vì nó không được ăn nắng ấy. Đây, về các bác cứ thế này mà treo thôi. Cây này rất là đẹp luôn. Đấy, cây này sét đẹp hẳn vick nhá các bác nhá. Cây này có 3 ngồng hoa, khá dài rồi. Đây, hoa của nó khá dài rồi, được 30 và 35 rồi đấy nhá. Cành số 3, 500.000 cho cái cùng này nhá các bác nhá. Đấy, 500.000 nhá. Đây, trồng lâu rồi, dế nó bán hết xung quanh đây rồi. Rồi, xung quanh là này, các bác thấy chưa? Trong này thì rất là nhiều dế luôn. Hành số 3, dáng hơn tam bảo sắc, 500.000. Chậu tiếp theo. Này là quế nhá. Quế tháng 8 à. Quế này, quế này là hoa trắng nhá, hoa trắng rất là thơm luôn. Hành số 9, 600.000 cho cái cùng nguyên bản này. 1 2 3 4. Một mẹ ba con nhá. Một mẹ ba con. Đây có một con đang nhỏ nhỏ này. Nhỏ nhỏ đã tích ở dưới này này. Đấy, cùng này thì hơi xấu một tí các bác ơi. Hơi xấu nên bán rẻ nhá. Mới hôm trước thì bán 800 nên chả bác nào mua thì hôm nay xuống nhá.
hôm nay xuống 600.000 nhá các bác nhá. Xuống 600.000 nhá. Hành số 9, quế chán thắn tán nhá. 600.000. Cùng nguyên bản tiếp theo này. Đấy, cùng này rất là xết đẹp này. Nó bé bé thôi nhưng mà nó cho 2 3 ngồng hoa này. Nó cho hả 3 ngồng hoa nhá. Có một cái cây trùng nguyên bản nữa này, lấm vào nữa này. Đây, cái này là nguyên bản tự nhiên trên rừng rồi. Chặt cả cái cây này về luôn này. Được 3 ngồng hoa nhá. Đây, về các bác cứ thế này mà treo thôi. Hành số 11, 150.000 nhá, hành số 11 nhá. Chậu tiếp theo nhá, một chậu rất là to khủng nhá. Chậu to khủng. Đây. Nhưng mà nhẹ thôi, cái chậu này nhẹ thôi, cứ chứ không nặng đâu. Chậu này rất là nhẹ luôn. Chậu này ghép vào lúa nhá các bác nhá. Rồi. Cây xung quanh của nó đây. 9 ngồng hoa. Chậu này là được 9 ngồng hoa nhá các bác nhá. Được 9 ngồng hoa. Đây có mấy cây này bản lá của nó rất là dài luôn. Cái dài dài này này hoa của nó rất là dài, hoa khá dài luôn. Hoa chắc tầm 40 đấy, các bác đấy. Cái này thì nó bị đây, nó bị ở chỗ này, bị lỗi ở đây này. Đấy. Chậu này là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Tầm 16 17 cây nhá các bác. 16 17 cây nhá. Chậu này là hình số 10. Có giá là 2 triệu rưỡi nhá, 2 triệu rưỡi cho cái giọt trồn này nhá. Đây, tiếp vào cục lúa này. Đây, cục lúa này. Đây cũng khá nhẹ thôi. Xung quanh này này. Hành số 10, 2 triệu rưỡi cho cái giọt trồn này nhá các bác nhá. Cục tiếp theo nhá. Cục này là lá của nó rất là dài luôn. Này không phải trồn xết này, trồn lá lước này. Cái loại lá lước này hoa rất là dài luôn. Chậu này rất là to. Đây. Rất là cao, cao tới vót luôn. Rất là cao luôn. Chậu này là hành số 12. 1 triệu rưỡi nhá, 1 triệu rưỡi nhá. Cái chậu này rất là cùng cành rất là to nên khi đống thì mất 2 3 thùng sốt nhá các bác nhá. Nên bắt đầu mua thì bắt đầu mua thì cái chậu to này thì không báo cước nhá các bác nhá. Chậu này nó to quá. Được 9 ngồng hoa nhá các bác nhá. Toàn cây to thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Được 9 cây. Được 9 cây nhá mà. Toàn cây to, cây khủng nhá. Cái chậu này rất là to luôn. Đây, chỗ xiên ở đằng sau của nó này. Đằng sau của nó này. Dế nó bán xung quanh hết rồi. Chậu này là hành số 12. 1 triệu rưỡi nhá. Hình số tiếp theo, dáng hương tam màu sắc nhá. Dáng hương tam màu sắc, hình số 13. 600.000. Chậu này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tầm 12, 13 thân cây nhá các bác nhá. Đây, lá của nó thì hơi lá lướt thôi. Loại này lá lướt thôi. Nhưng mà hoa của nó rất là sai hoa luôn. Đến ngồng hoa cho các bác xem nhá. Đây, một ngồng này, 2 này, 3 4 5 6 7 8 9. Được 9 10 ngồng hoa nhá, được tầm 9 10 ngồng hoa nhá các bác nhá. Đây. Ghép vào cái cục dớn này này. Ghép vào cái bản dớn này nên rất là nhẹ luôn. Đấy, cái chậu này rất là nhẹ luôn. Đấy, nhẹ thôi. Nhẹ nhẹ thôi. Tần cái này tần chùm ngồng hoa nhá các bác nhá. Hành số 13, giá hương đã bảo sắc, 600.000. Chậu tiếp theo này, chậu này hành số 14, 500.000. Có 1, 2, 3, 4, 5. 5, có 5 cây nhá, 5 cây nhá. Có 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 cây, 5 ngồng hoa nhá các bác. 5 cây, 5 ngồng hoa. Đấy, cục này ghép vào cục lúa này, rất là xinh này. Nhìn thon gọn này, đẹp. Đấy, rất là thon gọn, đẹp luôn. Đây,
Dế của nó bắn hết xung quanh rồi. Dế nó lâu rồi, cái này trồng hơn năm rồi. Nên nhìn nó rất là cú rồi, cái cục lúa này rất là cứng luôn. Về thoải mái chơi nhá. Thoải mái được 6-7 năm nhá các bác nhá. Đây, cây này rất tho gọn, rất là xinh luôn. Hành số 14, 500 nghìn. Cái chậu tiếp theo này, chậu này thì khá nhiều thân luôn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tầm 12, 13 thân hoa, ở tầm 12, 13 thân nhá. Tầm 12, 13 thân có lá nhá. Còn ngồng hoa thì ngồng hoa của nó là chỉ có 10 ngồng hoa nhá các bác nhá. 10 ngồng hoa nhá. Cái cục này là vừa nguyên bản này, vừa ghép thêm này. Đây, dế của nó bắn hết xung quanh này. Đấy, dế rất là nhiều luôn này. Đấy, tổng thể của nó là như thế này. Hình số 16, dáng hương tam bảo sắc, 500 nghìn. Đấy, 500 nghìn. Cục này thì 500 nghìn cũng hơi rẻ nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Chậu tiếp theo này, chậu này là dáng hương đôi chồng nhá các bác nhá. Chậu này là ghép vào cù lúa này. Đây, dế của nó khá dài luôn. Dế của nó thì bắn hết cái cù lúa này rồi. Đấy, rất chắc chắn này, thoải mái vô tư luôn. Chậu này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Được 11 thân nhá. Được 11 thân có lá nhá. Đây, có một cây này là nó xấu này, nó bị mất ngọn rồi này. Có một thân bị mất ngọn này. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được 11 ngồng hoa nhá. Chậu này cực kỳ xoay hoa luôn. Được 11 ngồng hoa. Rồi, tổng thể của nó đây. Đấy. Đây, về các bác cứ treo kiểu này cho em này. Đấy, các bác cứ treo kiểu này cho em này. Đấy, cây rất là đẹp luôn. Quay của nó đây. Hình này là hình số 15. 900 nghìn nhá. 900 nghìn cho cái chậu này nhá các bạn nhá. Đấy, ghép vào củ lúa này. Đây, tiếp theo này, bọn em bán cả phấn hoa nhá. Phấn hoa nè, bác nào mua thì một chai thế này là 1 cân nhá. 1 cân của nó là 150 nghìn nhá các bạn nhá. Đây là phấn hoa nhá. Về các bác có thể ngâm rượu này hoặc là cái khác cũng được nhá. Đây, đây. Lại bọn em có cả mật ong nhá. Bác nào mua mật ong thì cứ alo trực tiếp nhá. Mật ong thì một chai của nó là 400 nghìn nhá. Đây, phấn hoa này, một cái lọ thế này là 150 nghìn nhá. Cái chậu tiếp theo này, chậu cáo đây, rất là vịt nhỉ, đẹp nhỉ. Xết cây thẳng tưng luôn. Lá của nó khá nhiều luôn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được, đấy, được 10 và 11 cắn lá nha. Đấy, cây xết chưa các bác ơi. Xách rất là đẹp, đỉnh luôn. Có 4 cây thôi. Toàn cây đẹp thôi. Thẳng. Đấy, trồng vào cái chậu sứ này này. Đấy, dế của nó rất là dài luôn này. Đấy, nó dài chưa. Cái này thì đẹp rồi. Cái này thì không thể chê được rồi. Cái này là hình số 2, 2.200.000 nhá. Mưu trước thì bán 2 triệu dưới, các bác không mua nên hôm nay xuống 300 nhá. Xuống là 300.000 cho bắt nào chơi nhá. Đây, bán 2.200.000 thôi. Có 4 cây rất là đẹp luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cây này là được 7 hoặc 8 bông hoa nhá. Được 7 hoặc 8 bông hoa nhá các bác nhá. Đặc biệt là cây này rất là xết, đẹp luôn. Đấy, các bác có thấy cây nào đẹp như thế này chưa? Đấy, bác nào có tiền cứ mua chậu này về chơi thì rất là đẹp luôn. Đấy, quá đẹp luôn. Hình số 2, dáng hương đôi cáo nhá các bác nhá. 2.200.000 cho cái chậu này. Rồi, cái hình số 2 cũng là hình cuối cùng nhá. Hình đôi cáo cũng là hình cuối cùng của video nhá. Các bạn nào đang xem này thì cho em xin một nút đăng ký kênh, cho em xin một tí like nhá, và ấn nút thông báo nhá, để bọn em có động lực để bán thân nhiều lan cho các bác siêu tần nhá. Xin chào nhá.